Wika Sports xin chào anh em nhé. Trong video này tôi sẽ đập hộp review mẫu Wika Galaxy Lite màu bạc anh em nhé. Đó. Màu này là màu được giữ nguyên so với cái phiên bản Galaxy cũ. Tuy nhiên thì màu này cũng rất là hot anh em ạ. Đó. Trong 4 màu đỏ, bạc, navy và màu xanh lam thì màu bạc này do nó đã xuất hiện từ trước rồi cho nên là nó có độ bán chạy hơn so với các cái phiên bản màu mới. Đó thì vẫn là phối màu bạc và màu cam rất là nổi anh em ạ. Đó, lập vân dạng tổ ong, da TPU anh em nhé, da chống mài mòn và chịu được nhiệt. Đó, rất là mềm. Đó, anh em thấy không? Rất là mềm và cái độ mỏng. Đó. Cổ chun anh em nhé. Cổ giật kim rất là đàn hồi. Đế cao su non đúc và được khâu full đế anh em. Cái chỉ này khâu rất là chắc chắn rồi anh em nhé. Chúng tôi gắn keo và khâu chỉ 2 lần. Anh em nào mà cẩn thận về có thể gắn thêm lần keo nữa để cho nó chắc chắn cũng được, hoặc không thì cũng không sao, đá vô tư anh em nhé. Rất là đẹp anh em nhé. Ok, lót giày là lót giày thông thường thôi, không có gì mới. Và cái lưỡi gà là lưỡi gà liền anh em nhé. Đó, thì cái thiết kế giày ở đây thì chân bè hay chân thon đều đi được, anh em có thấy cái độ bè của nó này. Bởi vì Wika đã nghiên cứu để sản xuất theo form chân Việt Nam, theo form chân phổ thông. Anh em mà có đôi bàn chân mà nó không quá khác biệt so với số đông thì anh em vẫn có thể đi được, chứ không nhất thiết là phải bè hay thon anh em nhé. Ok, để đặt hàng sản phẩm này anh em có thể truy cập wikasport.com hoặc click link mô tả bên dưới hoặc ghi phần bình luận để chúng ta đặt hàng trực tiếp. Hoặc là cần tư vấn size giày anh em có thể click vào link về cách chọn size giày. Ok, đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Wika ra mắt những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.